Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người đó là mù tướn. Trên tay em đây chính là rượu mù tướn rất là thơm và ngon. Mọi người đều biết rằng là rượu mù tướn thì có tác dụng đó là trị đau lưng, xương khớp và bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Mọi người nếu ai quan tâm thì để lại số điện thoại và bình luận dưới để em tư vấn ạ.